Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nỗi lo nhà tập thể cũ mùa mưa bão. Triển lãm trí tuệ thế giới 2024 quy tụ gần 100 sản phẩm thông minh. Lần đầu chứng kiến hố đen thức tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, luật lưu trữ sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua. Một trong những nội dung quan trọng là dịch vụ lưu trữ chính thức trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, là tư liệu lịch sử của quốc gia, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức cá nhân. Do đó, việc quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là phù hợp. Trong đó, điều kiện cơ bản cần thiết là cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại tổ chức kinh doanh dịch vụ. Cá nhân độc lập kinh doanh các dịch vụ này phải có chứng chỉ hành nghề như quy định tại khoản 5, điều 53 luật này. Cụm cảng Cái Mép được Ngân hàng Thế giới và hãng tin tài chính S&P Global xếp thứ 7 thế giới về chỉ số CPPI. Không chỉ đón được những tàu biển lớn nhất thế giới, cụm cảng Cái Mép còn sở hữu nhiều lợi thế khác. Trong đó có thủ tục nhanh gọn nhờ tăng tốc số hóa. Chỉ số CPPI được đánh giá dựa trên các yếu tố liên quan tới thời gian tàu vào luồng, cập cảng, năng suất bốc và dỡ hàng lên xuống cảng. Thành tích top 7 của cụm cảng Cái Mép gây bất ngờ khi vượt qua cả những cảng trung chuyển lớn của quốc tế như Yokohama, Nhật Bản xếp thứ 9, Hồng Kông thứ 15, Singapore thứ 17. Sáng 22 tháng 6, lễ ra quân tiếp sức mùa thi 2024 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của gần 40.000 tình nguyện viên hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay dự kiến có sự tham gia của hơn 30.000 sinh viên, tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trên nền tảng trực tuyến và hơn 7.500 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trực tiếp tại các điểm thi. Việc tiếp sức sẽ triển khai theo 3 giai đoạn, trước, trong và sau kỳ thi với nhiều hoạt động. Sự tham gia đồng hành của không chỉ sinh viên tình nguyện mà tất cả các lực lượng trong xã hội, từ nhà giáo, bác sĩ, ca sĩ, những người nổi tiếng, những người khoa học thành đạt, các du học sinh nước ngoài đều có những hoạt động hỗ trợ thí sinh thông qua nhiều phương thức khác nhau. Năm nay, chương trình triển khai nhiều điểm mới trong công tác đồng hành, hỗ trợ thí sinh như hỗ trợ thu mua đổi mới máy tính cho thí sinh, triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ thí sinh trên các nền tảng trực tuyến nhằm mang đến tâm thế mùa thi tràn đầy tự tin, hứng khởi cho thí sinh. Bên cạnh đó, chương trình còn trao các suất học bổng, vật phẩm hỗ trợ thí sinh với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.500 khu tập thể có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Ngoài một số nhà được xây dựng từ trước năm 1954 thì chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến cuối những năm 1990. Hầu hết những khu tập thể này đã xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao, ngập nước, đổ sập mùa mưa bão đang là nỗi lo thường trực của các hộ dân. Khu tập thể của chúng tôi ấy, là coi xây cách đây là 50-60. Thì phường cũng đề nghị quận rồi. Thế thì trước thì cũng bảo là có dự án để coi như xây tiếp tục, không hiểu lý do gì mà đến giờ phút này thì cũng chưa xây, mà bây giờ nhà thì nó xuống cấp quá. Phải mỗi một trận mưa là nó trút xuống như là coi như là thác, những lúc mưa to, còn những lúc mưa nhỏ thì cứ tí tách như thế rồi, suốt ngày nó giọt xuống ngập lụt vào tận trong chân cầu thang. Hết mưa thì là độ ẩm của tường ấy, nó chắc từng mảng vữa xuống, nó rơi rất nhiều, thậm chí là đang ngồi nấu cơm nó rơi cả mảng xuống. Mưa nhiều quá mà nó vào xối vào cái dây điện mà coi như là chập nổ tanh tách ra chứ. Lúc nào cũng trong cái tư thế lo lắng sập lúc nào không biết. Thế nhưng mà điều kiện mà đi thì giờ cũng không có, nói thật là như thế. Thế thì thôi đành cứ phải ở thôi, bây giờ làm nào nó là cuộc sống mà. Còn đối với bà Liên, đang sinh sống tại khu tập thể Cơ khí Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, dựng các tấm chắn trước cửa như thế này đã trở thành việc làm bắt buộc để chắn nước vào nhà trước mỗi mùa mưa bão. Mưa đi xuống này quả nó một tiếng là coi như thành cái ao to về nước lâu thoát. Nhà cửa lúc nào mưa vào ban ngày thì còn đỡ, mưa vào ban đêm thì cũng lo. Lo thì nhớ là xảy ra các tai nạn thế nung các thứ. Đó không chỉ là nỗi lo của bà Vân, bà Liên mà còn là nỗi lo lắng của nhiều người dân khác đang sống tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội. Họ không chỉ lo dột, sập trong mùa mưa bão, mà hệ thống điện cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là thời gian gần đây, cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra ngày càng nhiều.
Khu này có từ năm 1970 và xuống cấp rất nhiều rồi ạ. Cháy lổ mấy lần rồi đấy ạ. Cháy để cột để cháy mấy lần rồi. Bà con cũng cải tạo nhưng nó chỉ được phần nào. Rà soát những cái cơ sở gia đình mà có nhà ở sập sệ xuống cấp để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để tạo điều kiện cho các hộ để có thể cải tạo, kết hợp với cả điện lực để tăng cường tuyên truyền phòng cháy tại các cơ sở nhà tập thể, thì phường cũng tuyên truyền và có những cái buổi tập huấn. Hà Nội có khoảng 1.600 nhà tập thể, chung cư cũ được xây dựng cách đây khoảng từ 50 đến 60 năm, đa số hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ đổ sập, cảnh báo cấp nguy hiểm cao nhất. Song đến nay chỉ có 1% chung cư cũ được xây dựng, cải tạo. Giai đoạn năm 2021-2025, Hà Nội lên kế hoạch cải tạo 10 khu chung cư cũ. Tuy nhiên cho đến nay tiến độ thực hiện vẫn rất chậm và có nguy cơ vỡ kế hoạch. Trong khi chờ đợi, hàng trăm nghìn người dân vẫn sẽ tiếp tục đánh cược tính mạng như thế này. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, theo kết quả cuộc thăm dò của kênh truyền hình Fox News, hôm 19 tháng 6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 sắp tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Đây là lần đầu tiên ông Biden dẫn trước đối thủ tính từ tháng 10 năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò Fox News thực hiện tháng 5 năm 2024. Truyền thông địa phương hôm 21 tháng 6 đưa tin số người tử vong sau khi uống rượu nhiễm độc ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đã tăng lên 51 người. Kể từ ngày 19 tháng 6, hơn 150 người bị nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, cần được điều trị sau khi uống rượu pha methanol được sản xuất tại huyện Kalakudichi. 4 người đã bị bắt vì buôn bán rượu lậu và cảnh sát đã thu giữ 200 lít đồ uống có cồn, đồng thời kỷ luật đối với 10 quan chức vì không ngăn chặn được tình trạng buôn bán rượu bất hợp pháp. Trong thông báo ngày 21 tháng 6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho biết kế hoạch đưa tàu Starliner của Boeing chở theo các phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế ISS về trái đất tiếp tục bị hoãn. NASA không đưa ra thời hạn dự kiến mới cho kế hoạch này. Trong quá trình kiểm tra tàu, phi hành đoàn đã phát hiện 5 lỗi kỹ thuật ở 28 động cơ đẩy, 5 điểm rò rỉ helium có thể tăng áp suất với những động cơ này và một số vấn đề chưa được khắc phục ở hệ thống van dẫn. Những trục trặc này làm gia tăng những vấn đề trong chương trình Starliner của Boeing, vốn trong nhiều năm đã gặp lỗi phần mềm, lỗi thiết kế hoặc tranh cãi giữa các nhà thầu phụ. Đây là lần đầu tiên Starliner đưa theo các phi hành gia lên vũ trụ sau hai lần bay không người lái từ năm 2019. Nhấn mạnh định hướng đi đầu trong đổi mới, Triển lãm Trí tuệ Thế giới 2024 đã giới thiệu gần 100 sản phẩm thông minh tiên tiến tới người tiêu dùng Trung Quốc và quốc tế. Với chủ đề Trí thông minh, không gian phát triển rộng lớn, động lực tăng trưởng bền vững, hội chợ năm nay bao gồm 10 khu triển lãm với hơn 550 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 49 quốc gia và khu vực tham gia sự kiện công nghệ này. Tại hội chợ, các robot có ngoại hình gần giống như con người nhưng có một số chức năng vượt trội. Máy bay chở khách tự lái cũng thu hút sự chú ý của du khách. Được trang bị 8 trục và 16 cánh quạt, nó có thể chở tối đa 620 kg và bay tối đa 25 phút, vượt qua quãng đường 30 km. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia triển lãm này. Chúng tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây để giới thiệu sản phẩm của công ty mình tới thị trường Trung Quốc. Chúng tôi thấy Trung Quốc là một nơi tiềm năng để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thông minh. Những sản phẩm ra mắt tại Triển lãm Trí tuệ Thế giới 2024 không chỉ giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong công nghệ thông minh mà còn dự báo các xu hướng mới nổi trong các ngành công nghiệp tương lai. Các nhà khoa học đã chứng kiến theo thời gian thực một hố đen cách trái đất 360 triệu năm ánh sáng đột nhiên bắt đầu sáng hơn và tiêu thụ vật chất trong lực hút của nó. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã quan sát trực tiếp hiện tượng trung tâm của một thiên hà khác tăng độ sáng đột ngột, có vẻ như là một hố đen siêu lớn thức tỉnh từ trạng thái ngủ yên và bắt đầu nuốt chửng vật chất xung quanh. Đây là lần đầu tiên quá trình thức tỉnh này được nhìn thấy khi đang diễn ra. Các kính viễn vọng trên trái đất và trong quỹ đạo đã được sử dụng để theo dõi sự kiện xảy ra, nằm cách trái đất khoảng 360 triệu năm ánh sáng và thuộc chòm sao Sử Nữ. Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đang phân tích dữ liệu từ một số kính thiên văn để xem liệu hoạt động của hố đen chỉ là tạm thời hay nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.